Vào thời điểm giao mùa, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, rải rác những cơn mưa rào là điều kiện thuận lợi cho các virus, vi trùng sinh sôi phát triển, gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm cho trẻ, đặc biệt là bệnh tiêu hóa. Từ đầu tháng 5 đến nay, số trẻ mắc bệnh tiêu hóa đến khám và điều trị ngoại trú và nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã không ngừng gia tăng. Đây là hồi chuông cảnh báo để các bậc phụ huynh lưu ý hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ. Bởi tiêu chảy rất dễ lây lan, có nguy cơ gây suy dinh dưỡng và tử vong ở trẻ nếu không được chăm sóc và điều trị kịp thời. Bệnh tiêu chảy là tình trạng em bé tiêu lỏng từ 3 lần trở lên trong vòng 24 giờ. Thì nếu mà đối với tiêu nhầy máu chỉ cần 1 lần trong 24 giờ là bệnh tiêu chảy thôi. Thì tiêu chảy cấp thì thường là dưới 14 ngày và tiêu chảy kéo dài thường trên 14 ngày. Nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy thường có nhiều nguyên nhân. Trong đó có một số nguyên nhân chính là do bé nhiễm virus hoặc là vi khuẩn và độc tố vi khuẩn. Thì triệu chứng đầu tiên của cái bệnh tiêu chảy thì thường là bé nó tiêu phân lỏng, phân có thể phân lỏng vàng hay là phân có nhầy có máu. Ngoài ra còn có một số triệu chứng có thể kèm theo như là em bé nó có đau bụng, đau từng cơn hay là ói từ có thể 1-2 lần trong ngày hoặc là ói nhiều lần hơn. Và một số triệu chứng toàn thân có thể có như là em bé nó sốt cao hay là nó mệt, nó lừ đừ. Biến chứng của tiêu chảy thường là tình trạng thường gặp nhất là tình trạng mất nước. Ngoài ra còn có thể là có cái tình trạng như là bé nó ăn uống không được, nó hạ đường huyết, hay là một số biến chứng nặng hơn như là nhiễm trùng huyết hay là thủng ruột. Một số cái lưu ý khi chăm sóc em bé bị tiêu chảy là thứ nhất là mình phải bù nước điện giải. Bù nước điện giải thì mình có thể bù bằng dung dịch Orezon. Hoặc là ngoài đó mình có thể cần thêm như là dung dịch nước dừa, có thêm ít muối hoặc là nước cháo. Hoặc là ngoài ra thì mình còn có thể là bù bằng nước, bằng sữa công thức theo đúng lứa tuổi. Và chế độ ăn đối với bệnh tiêu chảy cấp thì thường một chế độ ăn như đúng theo cái lứa tuổi em bé bình thường. Mình không ăn kiêng như là hồi xưa mình thường là ăn kiêng là ăn cháo muối hay là chỉ ăn cháo trắng không thôi. Trong cái chế biến thức ăn cho trẻ thì trước tiên mình chọn nguyên liệu, thì cố gắng mình sẽ chọn nguyên liệu chế biến là những cái nhà cung cấp có uy tín. Khi mà mình đưa cái nguyên liệu về chuẩn bị chế biến cho bé thì cố gắng cái khu vực chế biến khô ráo, sạch sẽ, thoáng, và bề mặt chế biến cố gắng thứ nhất là giữ vệ sinh sạch sẽ. Dụng cụ chế biến thì mình nên có cái dụng cụ mà chế biến như là thớt hay là dao dành riêng cho đồ sống và đồ chín khác nhau. Mình bảo quản thì cũng nên phân thành khu vực đã có cái đồ ăn còn tươi sống và khu vực đã chế biến chín để tránh cái tình trạng mà bé nó lây nhiễm nhiễm khuẩn. Và khi mà chế biến thì trước chế biến phụ huynh cố gắng vệ sinh tay cho kỹ để tránh tình trạng mà nhiễm khuẩn. Hay sau nữa là khi mà mình cho trẻ ăn, trước khi cho trẻ ăn thì cũng vệ sinh tay kỹ để tránh cái tình trạng mà nhiễm khuẩn để gây bệnh cho bé. Dụng cụ cho ăn cũng vậy, những cái dụng cụ mà mình cho bé ăn như là chén dĩa hay là bình sữa thì cũng vệ sinh kỹ sạch để tránh tình trạng mà nhiễm khuẩn. Một số cái cách phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp như là thứ nhất là mình phải chọn các nhóm thực phẩm an toàn hay những thực phẩm mà nó sạch và ít nguy cơ để nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt là ăn những thức ăn nhanh ở ngoài. Thứ hai nữa là khi mà mình chế biến thức ăn cho trẻ thì mình vệ sinh tay trước khi chế biến, hoặc là những dụng cụ chế biến phải sạch và không có để thực phẩm chín chung với những thực phẩm sống. Và khi mà mình bảo quản thường cố gắng khi mà mình sử dụng xong rồi mình nên bảo quản ngay ở trong cái tủ lạnh để tránh cái tình trạng nhiễm khuẩn. Và một cái nữa là thứ nhất là mình những cái dụng cụ nếu mà bé nào dưới còn nhỏ hay còn bú bình hay là ăn những cái dụng cụ như chén của em bé thì cố gắng vệ sinh kỹ những cái chén đó, như là mình ngâm, có thể ngâm trong nước sôi ít nhất phải 4-5 phút sau đó mình mới sử dụng, như là bình sữa. Và khi mà chăm trẻ mình cố gắng sau những cái như mình thay tã hay là vệ sinh cho trẻ thì rửa tay luôn, và trước khi cho trẻ ăn mình phụ huynh cũng nên rửa tay để vệ sinh để tránh cái tình trạng mà cho bé nó bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Các dấu hiệu mà mình nghi ngờ mình nên cho bé đi khám ngay hoặc là nhập viện ngay, như là bé nó ói liên tục thì nguy cơ bé nó sẽ bị mất nước hay hạ đường huyết. Ngoài ra như bé tiêu chảy nhiều lần
một ngày có thể trên 10 lần mà phân nhiều nước, hay là chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ bé có thể đã đi 2-3 lần phân nhiều nước rồi, thì đó nguy cơ mất nước. Hoặc một số dấu hiệu như là bé nó ly bì, nó không chơi, hay là bé nó kích thích, nó khuấy, mình đưa bình nước vô là bé nó bú liền, nó uống liền và nó yên. Đó nguy cơ dấu hiệu, nó những dấu hiệu mất nước, nguy cơ phải khám ngay. Và một số trường hợp như mình thấy bé nó ly bì, nó tím, nó co giật ở nhà thì có thể do sốt cao hay là bé nó bị hạ đường huyết, nên đưa ngay đến các cơ sở y tế để kiểm tra cho tình trạng của em bé. Đối với em bé nhỏ, mình có thể mình thấy từ sáng đến chiều bé nó không đi tiểu, nó không đi tiểu thì có nguy cơ cái dấu hiệu là bé nó đang mất nước đó, hay là bé nó sụt cân nhanh, cân ký bé cho nó sụt cân, hoặc là những cái khi mình đánh giá như thấy bé hôm nay là thấy mắt nó trụng hơn, nó không chơi, nó đờn, thì mình nên đi khám ngay cho bé. Xin cảm ơn.